Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Khi hai chữ tự do được định nghĩa, tự do là phải làm chủ được tự nhiên, làm chủ được xã hội, là khi những khát vọng Việt Nam được chất lời. Thưa quý vị, hôm nay, ngày Quốc khánh 2 tháng 9, có lẽ cũng giống như hàng triệu người dân Việt Nam đang ngồi trước màn hình TV lúc này. Sự tự hào, xúc động là cảm xúc mà Hạnh Phúc cùng với những người thực hiện chương trình đang có. Ngày hôm nay, cách đây tròn 75 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đất nước tự do, con người tự do, kể từ mùa thu đặc biệt ấy. Từ thân phận nô lệ, mỗi người dân Việt Nam được làm chủ cuộc đời mình, làm chủ đất nước. Và để hôm nay, những khát vọng Việt Nam vươn ra biển lớn, khẳng định vị thế quốc gia với bạn bè quốc tế. Ngày độc lập ý nghĩa này, xin mời quý vị hãy cùng với phóng viên của chúng tôi đến với quảng trường Ba Đình, nơi những dấu ấn lịch sử không bao giờ phai nhạt. Kính chào quý vị khán giả. Cách đây tròn 75 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tròn 75 năm sau thời khắc lịch sử đó, ngày hôm nay, quảng trường Ba Đình là nơi để mọi người tới thăm, nhớ về người, nhớ về những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống và nhớ về những tháng ngày lịch sử. Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên theo ghi nhận của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, số lượng người dân tới đây có giảm đi đôi chút. Người dân cũng được yêu cầu đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Thế nhưng với nhiều người, việc tới thăm Lăng Bác vào sáng ngày 2 tháng 9 đã trở thành một thói quen từ bao giờ. Từ khắp mọi miền trên đất nước. Em đến từ Hà Đông ạ. Chúng tôi đến từ Hòa Bình. Tôi đến từ Thanh Hóa. Dạ em đến từ Bắc Ninh ạ. Tròn 27 năm chúng tôi đến đây lần nữa mà tôi rất là bồi hồi xúc động. Trong lòng vẫn bồi hồi xúc động như lần đầu tiên đến. Từ cụ bà đã ngoài 90 đến những em nhỏ mới lần đầu đến thăm Lăng Bác. Con chào Bác Hồ ạ. Ai tới đây cũng đều mang trong mình những cảm xúc thật đặc biệt. Riêng với bà Lê Thị Liên Hương, sinh ra trong những tháng ngày lịch sử năm 1945, nên mỗi lần có mặt ở quảng trường Ba Đình là một lần những cảm xúc mạnh mẽ ùa về. Trước là lính, bây giờ cũng là lính. Hôm nào bác cũng mùng 1 Tết và mùng 2 tháng 9 bác cũng đến thăm Lăng Bác. Năm nào cũng thế. Đứng trên quảng trường Ba Đình lịch sử, chúng ta cảm nhận được niềm hạnh phúc, hân hoan của dân tộc trong thời khắc thiêng liêng. Niềm hạnh phúc ấy còn được tiếp nối tới các thế hệ sau này, được sống trong độc lập, hòa bình, được khát khao những điều lớn lao hơn rất nhiều. Và đứng trong nắng Ba Đình lịch sử, chúng ta dường như vẫn cảm nhận được đâu đây tiếng nói vang vọng, giản dị mà thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhân dân đến sớm lắm, đến để làm sao mà xếp cái hàng như thế, cả một biển người mà đứng đến 2 giờ là coi xong. Trước 2 giờ đã là hàng ngũ xếp hàng đều đặt đứng y nguyên rồi. Đấy là một cái trật tự mà mình chưa từng có. Thấy ở trong một cái đất nước mà còn đang ở cái chế độ phong kiến. Năm ấy, chàng trai Phạm Gia Đốc tròn 20 tuổi, vinh dự được phân công đứng trong hàng ngũ của đội thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an ninh khu vực lễ đài trong ngày trọng đại của dân tộc. Cái người bảo vệ lễ đài rất là nghiêm đứng thứ, nhưng trong lòng nó vui sướng, nó phấn khởi lắm. Chỉ muốn nhảy lên mà hô khẩu hiệu, thế vỗ tay. Nhưng mà mình không được làm thế. Nhân dân thì làm được như thế, nhưng mà mình không làm được như thế. Còn đối với ông Trần Văn Nội, không khí sục sôi cùng anh em thanh niên cầm cờ diễu hành về khu vực quảng trường Ba Đình vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Nghe Bác Hồ nói, chúng tôi rất xúc động. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Cứ nhớ mãi
và nói đến Việt Nam độc lập thì hoan hô. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Lúc ấy chưa cảm thấy rõ ràng cụ thể đâu, mà chỉ sướng là được độc lập, được tự do. Thì cái hiểu cái tự do ấy bây giờ nó sâu sắc hơn nhiều, là phải làm chủ được tự nhiên, làm chủ được xã hội, và trước tiên là làm chủ bản thân. Hàng triệu đồng bào, người dân Việt Nam sung sướng tự hào vì từ đây đã thoát ách kìm kẹp, nô lệ của chế độ phong kiến thực dân. Toàn thể quốc dân tuyên thệ sẽ trung thành với chính phủ, đất nước. Những lời hô vang đồng lòng thể hiện niềm hân hoan và ý chí quyết tâm của toàn dân tộc. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 là một ngày huy hoàng, mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước quật cường của dân tộc. Từ đây, nước nhà độc lập, mỗi người dân được tự do. Và trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tư tưởng đất nước của nhân dân đã trở thành chủ đề nghị luận cho những người trẻ sinh năm 2005, những chủ nhân tương lai của đất nước. Những người trẻ hôm nay nghĩ về đất nước để trân trọng, tự hào và cũng để cảm thấy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong hành trình trưởng thành cùng dân tộc. Và điều này càng rõ nét trong ký ức của người dân Việt Nam của 75 năm về trước. Từ xiềng xích nô lệ, họ trở thành người làm chủ cuộc đời mình, làm chủ đất nước và tự tin nói, tôi là người Việt Nam. Ngay sau khi đất nước vừa độc lập, sáng ngày 3 tháng 9 năm 1945, tại Bắc Bộ Phủ đã diễn ra phiên họp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những vấn đề lớn liên quan đến vận mệnh dân tộc. Tôi tuyên truyền bây giờ là tuyên truyền cho các nhân dân là cấy lúa thẳng hàng này, diệt giặc đói này, diệt giặc ngoại xâm này, đấy, diệt giặc dốt này, ba cái nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Hiên năm ấy là trưởng ban tuyên truyền của xã, nay là phường Quan Nhân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến nay, khi nhớ về không khí đi thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao phó, bà vẫn nhớ rõ tinh thần sục sôi, hào hứng của đoàn viên thanh niên lúc bấy giờ. Các bà đi học, bình dân học vụ, học từ tối, từ 7 giờ cho đến 9 giờ. Cứ rực rỡ sáng trưng lên, như sao xa, rất là thích. Thế mà rồi sau thì trong mấy tháng thì là kiểm tra về vấn đề trình độ học đấy. Các bà ở đây đi chợ là phải qua cái đường này, hoặc là qua cái đường trên kia. Thì là một bên là cổng sáng, bên là cổng tối. Thế là thanh niên chúng tôi là đứng kiểm tra tên bà là gì, bà viết ra đây. Thế là bà nào cũng viết được tên hết cả, thế là mừng lắm, nên rất là thích. Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân mạnh, nước giàu, thì tất cả người dân Việt Nam phải nắm rõ bổn phận và quyền lợi của mình. Phải có kiến thức để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Trước hết, phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và những lớp nha bình dân học vụ ra đời để phổ cập giáo dục trong nhân dân. Cuối năm 1946, cố giáo sư Nguyễn Văn Huyên được Bác Hồ đề nghị giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục. Ông Huyên rất là băn khoăn, rất là trăn trở. Có nói với bác là mình còn chưa có cái kinh nghiệm để làm cái câu chuyện này. Nhưng mà bác động viên là chú thì có nhiều chữ và chú phải chia chữ cho nhân dân. Trong bối cảnh đất nước với khoảng 95% dân số mù chữ, cố giáo sư Nguyễn Văn Huyên cùng nhiều trí thức tiếp tục mở các lớp học xóa mù chữ, mở các trường phổ thông đại học, nhằm mang lại những quyền lợi cấp bách thiết thực cho nhân dân. Chính phủ đã ký một loạt sắc lệnh xóa bỏ thuế khóa của thực dân, trong đó có thuế thân như một bản án chung thân đối với mỗi người dân Việt Nam dưới chế độ nô lệ. Đến lúc ấy thì bà con thì chỉ biết là rất là phấn khởi, và từ trước đến nay thì chưa có một cái quyền gì cả, và cũng không ai được biết đến những cái quyền lợi gì của mình cả, mà chỉ biết đi làm tối mặt thì về, rồi thì là thóc gạo thì phải nộp tô, và bà con thấy được cái quyền của mình. Và bây giờ mình cũng được tham gia vào, biết được là chính quyền là ai, biết được nhiệm vụ của mình làm cái gì.
mình làm để làm gì và làm cho ai. Từ những con người dưới ách áp bức của chế độ thực dân, phong kiến, nay đã trở thành những người làm chủ vận mệnh đất nước, được tự tay bỏ phiếu, bầu ra những người có đức, có tài để xây dựng, bảo vệ và phát triển nước nhà. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Kể từ nay, nước ta đã là một đất nước độc lập, dân ta đã là những con người tự do, có quyền làm chủ đất nước và làm chủ chính bản thân mình. Từ khi đất nước thuộc về nhân dân, chúng ta như được cởi bỏ một lớp áo khoác dày để những khát khao về một Việt Nam phát triển dần được hiện thực hóa. Có nhiều lăng kính để nhìn về những năm tháng đã qua của dân tộc. Nhưng trong ngày quốc khánh hôm nay, chúng tôi xin được cùng với quý vị cảm nhận sự thay đổi đó qua những cuộc duyệt binh. Với nhiều quốc gia, lễ duyệt binh thường là để chứng tỏ sức mạnh quân sự. Nhưng ở Việt Nam thì không hẳn như vậy. Có những buổi lễ duyệt binh mà người lính tham dự chỉ với vũ khí thô sơ của một đội quân chân trần, chí thép, nhưng lại thể hiện được ý chí, tinh thần đoàn kết và khát khao hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là những giá trị đặc biệt của Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nhưng anh hùng. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, lần đầu tiên sau 9 năm kháng chiến, nhân dân Hà Nội được chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ duyệt binh là những người lính vừa đi qua một chặng đường dài đầy gian khổ với vũ khí hiện đại nhất lúc bấy giờ cũng mới chỉ là pháo cao xạ. Chính đội quân này đã đánh bại đạo quân tinh nhuệ của Pháp ở Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954. Năm 1973, lễ duyệt binh trọng thể diễn ra trước quảng trường Ba Đình. Để chào mừng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chấm dứt sự chiếm đóng của các đội quân xâm lược nước ngoài sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Nhật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc tại lễ duyệt binh đã khẳng định quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chính nghĩa để giành lấy hòa bình và thống nhất đất nước. Ngày 15 tháng 5 năm 1975, người dân thành phố Hồ Chí Minh lúc này vẫn gọi là Sài Gòn đã xuống đường tham dự lễ duyệt binh mừng chiến thắng. Đây là lễ kỷ niệm quy mô lớn nhất được tổ chức ở miền Nam nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kể từ khi Pháp tái chiếm Nam Bộ tháng 9 năm 1945. Ông Bội Rong khi đó có nhiệm vụ tiếp các đoàn khách nước ngoài và trả lời câu hỏi về thông điệp của lễ duyệt binh mừng chiến thắng. Đất nước chúng tôi đã thu về một mối. Thứ hai nữa là hiện nay lực lượng chúng tôi là hùng mạnh, đủ chống giữ và giữ trọn cái đất nước này. Lễ duyệt binh năm 1985, kỷ niệm 40 năm ngày quốc khánh, được coi là lễ duyệt binh lớn nhất và cũng là lễ duyệt binh gần nhất tính đến thời điểm này. Nếu so với lễ duyệt binh năm 1955, với vũ khí hiện đại nhất cũng chỉ là pháo cao xạ, thì lần này có cả tên lửa SAM-2, SAM-3, xe tăng T-45, nhiều loại máy bay và các loại vũ khí hạng nặng khác. Các lễ duyệt binh diễn ra không nhiều, nhưng đều để lại những dấu ấn đẹp đẽ trong ký ức của những người tham dự. Bởi nó dấy lên niềm tự hào về quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng loà. Kể từ khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang phấp phới tung bay trên bầu trời, chính thức tuyên bố với thế giới về nền độc lập của mình. Khi ấy, không chỉ người dân trong nước mà cả những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài cũng vỡ òa trong niềm vui là công dân một quốc gia độc lập. Giây phút ấy cũng chính là tiền đề để Việt Nam mở toang cánh cửa giao lưu và hội nhập với thế giới. Và ngày nay, chỉ với một cuốn hộ chiếu nhỏ bé như thế này trên tay, công dân Việt Nam đã có thể đi khắp năm châu. Họ mang theo lòng tự hào dân tộc, khát khao thể hiện bản thân mình, khẳng định cho bạn bè trên thế giới biết về hình ảnh đất nước con người Việt Nam, trí tuệ và nhân văn. Hành trang là dòng máu đỏ, màu da vàng, mang theo hai tiếng quê hương Việt Nam thân thương. Biết bao người Việt đã tự tin bước ra thế giới, khẳng định tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam. Khi mình sống tha hương, mình ở trong nước của người ta, thì mình phải để làm cái vết chân của cái đường đi của mình. Ông Trần Ngọc Phúc đã làm được điều mà người Nhật chưa bao giờ làm.
chế tạo máy hô hấp nhân tạo cho trẻ sơ sinh, góp phần cứu sống hàng chục nghìn trẻ sinh non. Khi mà tôi vào trong phòng hồi sức cấp cứu của các trẻ em đó, thì tôi nhìn bé đang nằm trong lồng kính và tôi nghĩ đây là thiên thần xuống trần gian nhưng bị gãy cánh, thì mình phải làm sao cho thiên thần này có một cuộc sống thoải mái ở thân trần gian này. Trong bất kỳ hành trình nào của người Việt trên thế giới, có một kim chỉ nam dẫn bước họ, đó là trái tim của một người Việt Nam nhân hậu. Tại vùng đất Ben Tiu, Cộng hòa Nam Sudan, một quốc gia ở Đông Phi, hiện có 63 thành viên là chiến sĩ, bác sĩ quân y đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình. Bệnh viện đã chiến cấp 2 sẵn sàng xử lý những cái tình huống có thể là đột xuất của bất ngờ và có thể thậm chí là xử lý những cái tình huống cấp cứu hàng loạt khi có những thương vong xảy ra. Ở trong nước, năm 2020 là một năm đầy thử thách khi dịch Covid-19 bùng phát. Thế nhưng, trong khi không ít cường quốc chao đảo, ở Việt Nam đã có những cây ATM gạo không thể tìm kiếm ở nơi nào trên thế giới. Cũng hiếm có quốc gia nào căng mình bảo hộ công dân như Việt Nam. Những người dân Việt Nam, họ có thể là bất kỳ ai trong số chúng ta và ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ đã và đang mang trí tuệ, tinh thần góp phần làm rạng danh hai tiếng Việt Nam. Mong chúng ta có thể truyền đạt được cho con em chúng ta niềm tự hào dân tộc, để chúng luôn kiêu hùng xác nhận: mẹ ơi, con là người Việt Nam, con da vàng với dòng máu thiên nga. Chào cô! Chào! Toàn quân Việt Nam!